Thưa quý vị và các bạn, những ngày Tết chúng ta thường xuyên sử dụng các món ăn nhiều dầu mỡ, độ đạm cao, cộng với sử dụng rượu bia chất kích thích, sinh hoạt không điều độ nên gây nên nhiều vấn đề cho sức khỏe. Ngay sau đây là một số cách xử lý một số vấn đề thường gặp từ thầy thuốc Đông y Võ Thuận Hóa, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Đắk Lắk. Một ở những cái trường hợp mà hay gặp nhất là do những người sử dụng minh chưng hoặc là do bảo quản đồ ăn thức uống không đảm bảo thì gây ra rối loạn tiêu hóa và gây ra có thể do cái vận hóa của tỳ vị không vận hóa được hết và thức ăn đình trệ lại và gây ra các cái dạng đầy hơi khó chịu, thì đó là một cái dạng khuẩn ở dạ dày hoặc đường ruột. Vậy thì ở Đông y người ta có những cái bài thuốc, người ta sử dụng những cái bài thuốc đơn thuần như ví dụ người ta sử dụng cái mộc hương và cái trần bì và cắm thảo và cái sa nhân hoặc là cái sinh khương là gừng tươi, thì có thể người ta nấu nhẹ, người ta uống để tiêu hóa thức ăn. Có những người mà khi sau Tết hoặc là ăn những cái đồ ăn thức uống người ta bị tiêu chảy đơn thuần mà tiêu chảy đi nhiều lần, thì có những cái bài thuốc, một vị thuốc nam có thể điều trị được, nhất là tuổi trẻ em mà sau khi tiêu chảy thì nó sẽ mất nước, người sinh sốt và người mệt mỏi, thì người ta sử dụng cái đọt lá cây bú sữa sao vàng lên hạ thổ và nấu cái nước đó cho các em uống thì cầm được tiêu chảy và chống được cái mất nước và đưa lại cái sức khỏe lại cho các cháu tốt hơn.